ngày nào cũng sống lên gặp anh em mà đâu trả lời, lâu lâu mới cho cái thời gian mà riêng tư để chat xíu chứ. Khinh người nữa chứ, không thèm trả lời, khinh người nữa. Bó tay luôn. Bó giờ họ đi lấy điếu thuốc luôn, lỡ rồi, mẹ khinh luôn chứ biết sao giờ. Sao em cũng livestream mà không ai xem hết vậy anh Thi? Có tài biết, tao không biết được. First blood. Minions have spawned. Đang live mà nhắn tin. Để nhắn tin nó. Vô vô. Bỏ anh em qua chat với gái nào, giờ tôi hỏi đơn giản với anh em. Bây giờ con gậy nó đủ mấy anh em đi chơi đi chịch anh em rồi rồi tôi kêu anh em ở à, anh em stream tôi rồi anh em coi không hay là anh em đi chịch. Anh em kê khế. Lo đánh cho mình quên để lan luôn. Mình quên để lan nó bổ máu mình không lời. Thì mình thế nó ngay từ level 1 luôn rồi giờ sao vậy? Rồi, mất lá. Lần sau sẽ chết. Chưa nhất thấy tôi thọ, thấy tôi đuối rồi đó. Mất lá rồi. Moon nó đang bị ảo tưởng rồi thì cho mi cho game đi Moon à, không mày ra mày đọc chat kìa bữa đó tại cháu kêu tôi chat đó nha mất tổ đó. Sao thằng này mất lát mà thằng Sako không ra ganh đi. Ủa Sako làm gì mà giờ này mới level 2 vậy? What the fuck? Mấy con chó này. Solo solo Z không thi 500k. Sao tôi mệt thiệt chứ. Solo tôi được cái gì nữa. Tôi ngồi thể hiện để làm cái gì nữa. Rảnh quá. Đó, bây giờ tôi tập trung vô game nha. Man Chitana này lát cái trung trụ khó vừa lờ. Mày ngu. Rồi. Ô, tí mất xe luôn. Không cho tao cơ hội sống mày ơi. Mày tin tao giết con đi ve nào không thi? Mày có tin không? Tao giết nó. Tao không tin đó. Gì vậy? Mẹ, tự nhiên nó chạy hả? Nó bắn mày trời. Tao lấy ôi đẹp mày. Nó lấy cái mẹ vậy nó quánh chết tao. Trời ơi, đụng gặp tao đi ve là tao lao tao đánh mày ai biểu nó e. Lao đây, đánh nó tao nên đợi nó tới cái quy ba tao nhảy tao. Tao nhảy đi, tao nhảy đi tao bắn lại xong tao nổ cái bo tách bốn mày hết chiêu tao nhảy ngược lại. Ủa, tao nhảy ngược lại. Bao nhiêu đam vậy? Bao nhiêu? Mày lấy bốn nhiêu đam? Hai sĩ đấy thằng mày. Sĩ cũng mày cái e là xong đam rồi. Bắn bắn xào xào nhảy lên tao giết luôn. Tự nhiên cứ chơi cái e là mày lắm mẹ mày vậy. Thằng Linh quay này mất lát rồi. Mày thử e nhẹ cái coi không có giết mày không chó. Mẹ ra lẻ vậy.
Dạ, cái gì mít không vậy? Ờ, quên tắt vì cây cái. Ngồi rồi kẹt, cái đất liều nó là chết luôn. Nói chuyện cứ kẹt. Kẹt chứ không phải là cạp. Mất chạy. Nó chỉ không có văn hóa con kẹt gì hết. Về luôn đi. Chứ đéo về là chết à. Chết gì? Trời ơi chết gì cháu. Chứ nó có cái đồng hồ cát đó đó. Rồi di lên đấy kìa. Rồi chết đi. Đéo cả thằng gì mà cũng chết rồi. Sao chết? Lát đéo có cái gì chết? Xấu. Nó quạt cái giúp em có thể làm gì. Ôi, quy quá rồi. Di lên nó mới giết được tao á. Hên quá. Hên quá. Thế là mình sống luôn ý. Quá đủ để lên làm tao. Ai da một hit. Giết nó nào tôi lên. Đúng rồi. Yeah. Lẹ, đi vô trong trụ đi. Chứ rồi đứng ngoài đứng má. Má bị ganh hai lần rồi nha. Khó coi nha. Tao bụng gì nó làm cho mày ở đâu mà. Sướng sướng đéo gì. Mày mà một mạng thôi, còn tao bị thằng mít của mày nè. Lên làm cho mạng đẩy mày mới bị mít vô nè. Chó chết. Họ là bố mình đâu. Được cái. Được cái ngu lời nó làm đậu nó để hại. Tết không éo thì nói một tiếng. Thôi Pham ơi, về nhà được rồi. Còn cái bên sao. Cái bên hồi sao chơi là Yasuo được. Má nó level 8, tao mới level 6. Má nó bị giết để giết xong đẩy lên bầy cái gì. Đẩy thêm bầy nữa. Làm phòng mẹ nó là học kinh nghiệm như vậy khó chơi. Má nó bù ra mít kìa. Quá trời lát luôn. Năm thằng nha, ôi tới rồi. Rồi, cảm ơn bạn Chí Quốc nha. Đã lâu cô thấy ngài Châu Đáng Riven làm trận đi ngài. Rồi mày xong rồi đây. Rồi tao xong rồi chứ không phải mày xong. Mày đánh được phát nữa là nó chết rồi. Đánh phát được ulti, bình tĩnh lại đánh phát được ulti. Gì? Bình tĩnh lại đánh nó phát được ulti sao? Nó e đó mày không thấy à? Mày nó e đó mày không thấy à? Bình tĩnh cái đéo gì cậu, nó e đó. Nó đánh như vậy thôi. Ngu người là kỹ luôn. Đâu, tao thấy cái pha đó, tao đâu thấy nó e, tao mày tao kéo xuống dưới này rồi.
Đi mẹ nó, cái xe máy đỏ nó đứng kìa kìa. Chuối. Ô lá làm cái gì vậy? What the fuck? Thì nó lá làm gì hết trời? Nó đang đi thẳng vào mặt mình mà còn lá. Quỳ. Đúc quỳ. Boss mình đánh hay. Easy win. Ván nào mới gặp mấy hàng lìn nó cũng đéo farm mà nó toàn bị đè ganh với đè lọc không à. Mệt thiệt chứ. Nào cũng bị mình đè farm cho lắm vô mà toàn bị chúng nó là ganh ngược. Chó là đè làm thọt vậy. Giờ không có đam phải làm sao, người nông dân phải làm sao? Ta lên ta ulti mày, ulti nó nè. Ok. Đúng rồi, mày ganh mạng này là xong rồi, mạng hỏi nó lên là tôi biết. Cần đéo rồi, win mẹ. Hello. Hello mother. Vô con kẹt. Vô. Vô. Mày xẻ cái lồng gì vậy? Mày sang xẻ cái lồng gì vậy? Mày thấy một pha phim xét rồi không? May mà lúc ulti vẫn có sai nha. Hay à. Tự nhiên không ra ulti tự nhiên vẫn có sai. Mà kể cả không có sai nó làm lồn gì. Cùng lắm không? Cái đó phải không? Tao còn chưa thiêu nữa. Sao nó có sai ta? Hay là cái e? Cái e có hơn. Hả? Ai biết. Sao không phải đó có sai tao cũng đéo hiểu luôn á. Là lỗi game. An enemy has been slain. Rồi, quỷ tử. Đâu mấy? Chính cái ngủ. Mẹ là chính cái ngủ mới đau chứ không này chết cha nó rồi. Thằng này tính dơ, thằng này nó tính dơ kiếm nó làm gì tao kìa. Bố mày lên sách lực của mày bắn thốn lắm đấy. Đừng có giỡn mặt. Này nó cảm hứng lấy 45% hồi chiều. Thì lấy 45 được mà, gì đó. Lấy 45 nó có cái giày free. Ngon. Rồi nó lên, nếu mà lấy thích lấy 45 với lại cái đồng hồ cá thì nó mất cái giày. Cái đồng hồ cát đâu, lấy cái đồng hồ cát vẫn lợi hơn cái giày. Lâu 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 apply ca hộ. Quy lắm.
sống thiệt ta. Mẹ cái con Zoe này cứ phải dồn nó chết trong vòng mẹ trong cái ngủ của nó. Chết luôn đi. Sách lực đó, chứ đéo phải là bình thường đâu. Anh lên sách lực đó thốn lắm. Bắn có 3 cái thôi mà nó nổ 4 xị lên, hiểu rồi. Bắn cái thứ tư là 5 xị mấy. Thêm cái đòn đánh thường nữa là 6 xị lên. Chứ thế nào lên sách lực cũng được vậy, yếu đéo đâu. Cái gì? Tính là solo lên sức lực ngon hơn đấy chứ mẹ. Nó muốn cái nổ e chết mẹ rồi. Mẹ e kịp nha. Rồi, mình chết cao mày rồi. Chạy đâu? Chạy đâu? Chạy đâu? Chạy đâu chó? Về đâu? Ra đây mày. Solo bực con mày. Qua nãy giờ được hỗ trợ hơi nhiều thôi nha. Qua nãy giờ được hỗ trợ hơi nhiều thôi chứ mà. Hình như không? Đang ho càng uống trà sữa nó càng ho ác hay sao mày? Gấu trở lại kệ mày à mày. 500k không có nói nhiều, 500k đánh ba tốt. Tao ghim lâu lắm, Việt Nam nó là làm. Gấu trở lại a cộng. Có 500k là giảm giá mấy mùa rồi đã bán U23 thôi, giờ 1 triệu. Nó mạnh quá. Mấy chó. Mấy thằng chó này núp lùm ghê quá. À, miếng nó 10 mẹ. Ngày châu thể hiện mà ngày châu má làm nó. Đồng thích quá mày. Má không lẽ giờ tao mới gánh mày trận rồi giờ mày cũng không. Tao hỏi gánh tao mày không gánh được à? Thiệt chứ đánh sao mà để nó. Để cái gì mà đấy, nhưng mà để giết hết đi. Đi ta farm cái. Mẹ đi đánh nhau riết tép farm được. Thể hiện. Mạnh thế. Thể hiện. Sao tao mạnh thế nhỉ? I dare
Yếu thì đừng có ra gió. Sao thua được? Trời, này là thả thôi. Cầm chiếc Tana sao thua? Nãy giờ chỉ qua là thả thôi, nhưng mà không thiệt. Ghim lâu vậy khốn nạn bứt tụng lông nách là có một chai. Trình cái gì được xuống trình đánh vậy là kinh, đánh vậy là ghê lắm rồi đó. Cảm thấy lên trình xuống trình đáng lẽ bình thường là tôi nát luôn rồi không, lần này mà tôi vượt hơn nó là đâu có thọt, đâu có thọt ra đâu, mặc dù là nó được ganh đó nha. Là tôi kêu em mà dụng nó sắc hơn thì nó đi ông trụ mệt với nó nữa. Thằng này đâu có đi được tôi, đi farm được tôi không? Bị tôi đi farm nữa chẳng qua mà tôi không có đồ để tôi quánh lại nó đầu ha. Ê, nó ăn rồng rồi mày, đất chó đi mày. À, không tôi giết nó hoặc là tôi farm để họ nó solo. Woo added chó. Chủ còn chưa bể mà. Má nãy nước biết con này mình bị tên lại thôi là mày cứ phá nhà đi. Đục thẳng đi. Đổ sang chí mạng nữa là xong rồi, bắn mỗi thằng mấy hít chết. Đại ca lên. Tao tới. Cố lên, chạy xíu nữa tao tới rồi. Tao giờ tao còn tay. Mày thấy không? Nhờ ai thi? Cái gì con chó điên này? Nó đi ra. Đánh ai? Một trong hai mà thôi. Đâu mà chém bạn vậy? Chụp đầu lại. Sao xuống solo với người bạn nữa nè. Mẹ anh tính anh lì lắm, mẹ anh ngu anh còn lì nữa. Không, mình ngu mà mình không lì người ta nói mình đâu. Không. Ngu phải đi kèm ta theo với lì. Vậy mới thể hiện bản chất của một gia sư chân chính được. Mẹ con chó gì vậy? Nó khôn bãi luôn á, nó không bao giờ nó chờ cái quy lại, nó chờ đường chạy không à. Bỏ ra má, tôi sợ mấy này hỗ trợ mày thôi đó, thấy chưa, một một coi ra đây. Má con gì hồi gì sao lên kìa, ngồi trong cho kéo lên rồi. Thôi
Ri nằm dưới này rồi, tao phá nhà thôi. Tao nhảy vô tao chết luôn mày. Á, à, tao vô hy sinh cho mày đó, thấy không? Má nó ngủ được một mình thì mày thấy tao nhảy như King Kong không? Nhảy vô để độ mà cho mày cho mày thể hiện nó cho mày hả? Thấy mày em nói mày quá nên tao mới nhường cơ hội. Thôi thôi thôi. Mà mày thể hiện hòa nhạc quá. Mày thể hiện hòa nhạc có làm tao phải chọn quá. Có lẽ mày thấy mà 20-0 hay sao gì mà 13-1. Rồi xong chín ngủ. Đủ hai. Giết hai rồi. Rồi xong đứng nó đứng im chỗ nó tán. Nó đéo thằng nhảy luôn vậy mà nó cũng sập từ đó rồi. Đâu nó hay mà, cái quả đấy đứng yên tán thôi, đỡ mất nhịp. Chứ đi đâu vậy? Đánh nhau với thằng mít đó đi đâu làm gì? Hả? Clip mình thì đứng đống, một đống đấy rồi đánh nhau với thằng mít đó thì nhảy làm gì? Mà nhảy nó có giảm tốc độ đánh mày đâu. Nhảy bị fail liền, dễ bị fail đòn đánh. Tốc độ đánh nó cao rồi nó fail. Tốc độ đánh nó nhiều quá. Mày nhảy mày dễ bị fail lắm. À xuống đất thôi rồi tự nhảy nó có gì đâu. À xuống đất rồi đâu có nhảy. Đánh thường rồi mày ăn xuống đất. Mày lên xuống đất xong mày A xuống đất, mày lên xuống đất mày A xuống đất đậu. Ván này mẹ Sida nhất là thằng Sako. Thằng Sako thì đéo có tác dụng gì luôn. Đi về mày nghĩ nó đánh lại tao không? Ơ cái gì vậy? Ơi. Địt mẹ đó. Thế mày 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 giờ Riven đồ đấy tao tí giờ tao về tao lên đồ đen rồi mày bắt thằng nào? Hả? Cái gì mày nói vậy? Giờ Riven đồ đấy tao đồ này mày bắt thằng nào? Bắt thì nói bụng chết kiểu gì? Lát. Lát mà bắn đời ra sao dùng. Canh Quy Ba lát tên đoạt. May ra mẹ tao còn bắt nó tới lên đồ. Giáp có tóc quý mà mày may ra mày chết. Rồi ngủ rồi đi đâu. Ủ mát. Con Riven nó né luôn cái ulti hả? Nó né luôn cái ulti con cái lý tai kìa kìa không? Ờ cái tưng cũng ngu nữa. Đồ mà nó đứng đây xong nó chọi qua đây mà. Má Chitana lên hai món suy giáp bắn thốn vài lờ luôn. Rồi cầm thêm điều đen cho bắn là mày nghỉ luôn. Ôi mày hình gì với con chip mày bắt thằng nào? Gì nó có thể nó dùng cái Wii nó outlay được cái rờ anh chip mà để chip nó rờ ra thì gì thua. Còn nhảy mà. Thì nhảy mà nhảy nó cũng đu theo rồi. Rồi sao mà nhảy khi mày nhảy khi mày nhảy rồi mày cứ e vậy đó mày e vậy đó. Ờ, không mày mày cứ để cái rờ luôn cũng được cần gì cái độ của nó càng bừng lên thì mày giết nó thôi nó có đâu có giáp đâu nó lên đồ vậy đâu có giáp đâu mà em ý tao nói gì về lây mắc đồ với chip mắc đồ thì chip nó đâu có lại đâu xe mày tăng tao mệt quá đụ má tùy vậy là bk thôi chứ cũng đụ lên chứ chắc đâu. Còn bay nồng nó nấu tủi rồi. Tủi gì? Bay nè. Bay đánh sao lại chết? Mày bắt mày cầm chết đi cho cầm bay full đồ quên. Ok. Đủ mẹ. Mày biết sao thằng gì chặt thốn không?
250 linh hồn rồi kìa mày. Mày thấy tao quẩy gì nó chặt thốn là tại 250 linh hồn rồi kìa. Nó quất một cái kìa. Tổng sức thương gây ra của nó 3 ngàn. Nó quất một cái mát thốn vãi. Nó bỏ mẹ tao rồi. Này tụi chạy đâu. Ngu mà sủa. Trời ơi, tao thấy cái bồ phá nhà tao mới cố tình. Má, trước giờ tao thấy cái điểm gì ta? Cái điểm sẵn sàng tấn công này, biết con nào sàn ngon nhất không? Hả? Biết con nào sàn ngon nhất, điểm sẵn sàng tấn công được không? Sẵn trước giờ tấn công, là... hả? Sẵn sàng tấn công nữa con gì thôi chứ con nào? Lucian.